Now and then she tried a run, and then on the night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid all alone. Xin chào các bạn, tôi là cô giáo Trang Elena từ ILO English. Đã từ rất lâu rồi, bây giờ cô mới quay trở lại với series học tiếng Anh qua bài hát cùng với ILO English. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn vào kênh này thì nhớ nhấn cái link đăng ký ở phía dưới để trở thành một trong những người đầu tiên xem các video học tiếng Anh qua bài hát hay là qua phim nhé. Và nhớ đừng quên chia sẻ cái video này cho những bạn bè của mình, bởi vì sẽ có rất nhiều bài hát và rất nhiều bộ phim bạn bè của bạn thích và họ sẽ cảm ơn bạn rất nhiều đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một bài hát vô cùng hay tên là Lily của Alan Walker. Và những cái bài hát của Alan thường khiến cho những khán giả vô cùng tò mò về ý nghĩa thực sự của nó. Và bài này cũng không phải là ngoại lệ. Câu chuyện kể về một cô bé tên là Lily. Và đối với cô, cái câu chuyện này nó chính là nói về sự cám dỗ ở bên trong con người, mỗi người, mà Lily chỉ là một đại diện thôi. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta được bao bọc trong vòng tay của gia đình và bố mẹ, đúng không? Và nhưng mà đôi khi thì chúng ta vẫn muốn là mình bứt phá ra khỏi cái vòng bảo vệ đấy và mình làm một cái gì đó ngoài luồng. Và đó chính là những góc tối trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Nhưng đáng sợ hơn nữa là những cái ngoài luồng đấy nó lại có một sức cám dỗ vô cùng khủng khiếp. Nó khiến cho đôi khi chúng ta bán rẻ linh hồn của mình, bán rẻ nhân phẩm hay danh dự của mình vì nó. Nghe thì nó rất là kinh khủng đúng không? Nhưng thực sự nó bắt nguồn từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, như là ngủ nướng thêm 5 phút nữa và cuối cùng là thành 5 tiếng nữa, hay là lướt Facebook thêm 5 phút nữa và cuối cùng là thành 50 phút nữa, hay là vượt đèn đỏ một lần thôi nhưng sau này rất nhiều lần nữa mình cũng vượt đèn đỏ. Cho nên điều quan trọng đó là chúng ta phải biết kiểm soát chính bản thân mình để con quỷ dữ nó không có cơ hội vùng dậy, đúng không? Nào bây giờ chúng ta cùng xem cái lời bài hát này nó như thế nào nhé. Để nói rõ về cách học tiếng Anh qua bài hát thì có thể lần sau cô sẽ làm một cái video hướng dẫn riêng. Nhưng với những cái bài mà các bạn nghe như này thì hát được không khó, nhưng mà để hát hay chúng ta phải thấm được lời và phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần cái video này của cô để chúng ta luyện tập hát theo nhé. Và với những cái bài hát nước ngoài, đặc biệt là những cái bài hát mà nó lướt lời nhanh ấy, thì có rất nhiều các version lời khác nhau. Mỗi người nghe một kiểu thì nó lại thành một cái lời khác. Ví dụ như là các bài hát của Sơn Tùng mà không có lời bên cạnh thì có khi chúng ta cũng không nghe ra được cái gì, đúng không? Đó, vậy thì bài hát này cũng là nằm trong số đó. Thì cô đã mất rất là nhiều công xem hết lời của người này đến lời của người kia và tổng hợp được một cái version này. Thì gần như nó là cái bản chuẩn nhất và đầy đủ nhất dựa trên cái mà chính tác giả của nó viết ra. Nào hãy cùng chinh phục bài hát này nha. Và đầu tiên đó là giới thiệu về cô bé Lily. Lily từng là một cô gái nhỏ, sợ hãi thế giới rộng lớn này. Và cô lớn lên trong bốn bức tường thành vững chãi. Ở câu đầu tiên, Lily was a little girl,
chúng ta có từ ở đây là từ little, đó là đọc theo kiểu Anh Mỹ, còn anh em sẽ là little, little girl, cô gái nhỏ. Đây mà thì quá khứ đơn đúng không? Trong bài hát này chúng ta sẽ dùng rất nhiều thì quá khứ đơn, cho nên cuối cái video này các bạn hãy comment xuống phần bên dưới liệt kê tất cả những cái động từ mà thì quá khứ đơn mà chúng ta có thể tìm được trong video này nhé, và thử thi xem ai tìm được nhiều động từ nhất. Ok, rồi sau đây chúng ta sẽ nối âm này. Was, đây là âm Z nối sang was. Tiếp theo chúng ta sẽ học hát câu này bằng phương pháp vua tốc độ độc quyền chỉ có ai yêu English. Thì phương pháp này bạn nào chưa biết, chúng ta có thể xem lại video học tiếng Anh qua phim Lion King. Và thực ra cái phương pháp này nó rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ có nhiều cấp độ khác nhau để đọc câu từ chậm đến nhanh để chúng ta có thể phát âm chuẩn nó và nói một cách trôi chảy. Thử cấp độ 1 với câu này nhé. Hát luôn. Lily was a little girl. Cấp độ 2 nhé. Lily was a little girl. Rồi, cấp độ 3 này. Lily was a little girl. Xem cấp độ 4 có được nhé. Lily was a little girl. Cấp độ 5 này. Lily was a little girl. Ok, rồi, nó sẽ phụ thuộc vào cái lưỡi của chúng ta có đủ linh hoạt hay không. Cô thì cũng không giỏi lắm trong việc đọc rap hay là nói quá nhanh đâu, cho nên là cấp độ 3 là phù hợp rồi đúng không? Rồi, tiếp câu thứ hai này. Trong câu thứ hai này chúng ta có một cụm từ rất là hay, đó là afraid of, có nghĩa là sợ hãi. I'm not afraid of ghosts. Cô chả sợ ma gì cả. Và wide, rộng lớn. Câu này có nghĩa là sợ hãi thế giới rộng lớn. À, bây giờ cùng nghe nhá. Ok, chúng ta hát chậm trước này. Afraid of the big wide world. Cấp độ 2 nhá. Afraid of the big wide world. Cấp độ 3 nhá. Afraid of the big wide world. Cấp độ 4 này. Afraid of the big wide world. Ok, đó, đấy là câu thứ 2. Tiếp theo chúng ta đến câu thứ 3. Cô ấy lớn lên trong bốn bức tường thành vững chãi đúng không? Rồi, cụm từ grew up này nó là quá khứ của từ grow, cô ấy đã lớn lên trong castle, có nghĩa là cái lâu đài, wall là các bức tường à, và cô này rất là được bảo bọc đúng không? Bây giờ cùng nghe câu hát này nhá. Cứ độ 1 này. She grew up within her castle walls. Cấp độ 2 nhá. She grew up within her castle walls. Cấp độ 3 này. She grew up within her castle walls. Rồi cấp độ 4, 5 các bạn tự xử lý nhá. Trong đoạn thứ 2 này thì cô bé Lily thể hiện một cái sự nổi loạn ở bên trong đúng không? Thỉnh thoảng cô tìm cách chạy trốn. Và rồi vào một đêm khi mặt trời khuất bóng, cô đã đi vào trong rừng sâu và rất sợ hãi, rất kinh hãi và hoàn toàn cô độc. Câu đầu tiên này. Now and then she tried to run. Từ now and then của chúng ta có nghĩa là thỉnh thoảng, nó bằng cái từ sometimes. She tried to run. Try cộng với to verb có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng để làm gì. Còn try cộng với verbing thì sẽ là thử làm gì đó đúng không? Và từ này chúng ta không đọc là try mà đọc là tờ r nhá. Try. Và đây là thêm chữ y vào. Tried. Rồi bây giờ chúng ta cùng hát câu này cấp độ 1 nhá. Now and then she tried to run. Khi mà các bạn đọc lướt thì cái từ này chúng ta không đọc là to nữa mà sẽ là to, to, to. Rồi, cấp độ 2 này. Now and then she tried to run. Now and then she tried to run. Now and then she tried to run. Very good. Câu tiếp theo nha. And then on the night with the setting sun. Và rồi, từ then này có nghĩa là rồi. Vào một đêm khi mà
mà mặt trời khuất bóng. Chúng ta có danh từ đó là từ sunset. Đây là một danh từ có nghĩa là hoàng hôn, đúng không? Khi mặt trời khuất bóng. Trong này cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên là có cái đoạn này then. Khi mà chúng ta đọc nhanh thì cái câu này nghe nó rất là khó để nghe. Đó, chúng ta cùng luyện cấp độ 1 nha. And then on the night with the setting sun. Cấp độ 2 nha. And then on the night with the setting sun. Cấp độ 3 nha. And then on the night with the setting sun. And then on the night with the setting sun. Okay, very good. Tiếp này, she went in the woods away. Rồi, cô ấy đi vào, đúng không? Đây là quá khứ của từ go. Chúng ta có thể nối âm vào went in. Lúc này thì gần như là chữ T của chúng ta sẽ không đọc nữa. Đó, và nó chỉ có N, went in. Đó, woods away. Từ này không đọc là wood hay là wood, mà nó là wood. Và chỗ chữ Z này chúng ta sẽ đọc nối sau. Woods away. Okay. Went in the woods away. Bây giờ cùng nghe nhá. Cấp độ 1 nha. She went in the woods away, so afraid. She went in the woods away. She went in the woods away. She went in the woods away. Very good. Và câu cuối cùng rất đơn giản thôi. So afraid. Chỗ này là rất là sợ hãi, đúng không? All alone. Chỗ này chúng ta sẽ nối âm vào all alone. Chỗ này không phải alone nhé, mà là alone. Và có chữ N cuối. Và các bạn cần phải phân biệt từ alone này với lại từ là gì nhỉ? Lonely. Đó, từ này có nghĩa là cô đơn. Còn đây là một mình, tức là hoàn toàn xung quanh chỉ có một mình thôi. Còn đây là một cái cảm giác kiểu cô đơn ở bên trong. Ok, rồi. All alone. So afraid. All alone. So afraid. All alone. So afraid. All alone. Ok, very good. Sau khi đi lại trong rừng sâu thì cô ấy nhớ lại rằng là họ đã cảnh báo cô ấy, người ta đã cảnh báo là đừng tới đó, đừng đi vào khu rừng đó. Ở nơi đó thì có những cái sinh vật mà đang ẩn mình trong bóng tối. Từ này ở đây chúng ta có từ warned. Âm A dài đúng không? Và có chữ N của ấy. Warned. Và có chữ N đó. Warned. Có nghĩa là cảnh báo. Don't go. Ok, thế từ này kết thúc ở chữ D. Và từ này bắt đầu vào âm H. Nhưng mà cái chữ her này này thường nó không được nhấn, cho nên chữ H chúng ta gần như sẽ bị lướt qua. Và các bạn có thể đọc này wander, wander, tức là nối âm nhẹ vào. Nào, bây giờ chúng ta thử hát nhé. Và cấp độ 1 trước này. They warn her, don't go there. Cấp độ 2 nhé. They warn her, don't go there. They want her, don't go there. Ok. There's creatures. Từ này chúng ta tây hôn như này chúng ta sẽ đọc thành creature. Từ creature này có nghĩa là sinh vật. Một cái sinh vật gì đấy. Chúng ta là một tạo vật của thói quen, đúng không? We are a creature of habits. Thì đây là sinh vật hay là tạo vật. There's creatures. Có những cái sinh vật đang ẩn mình trong bóng tối, đúng không? Từ hide là ẩn nấp này. Dark, bóng tối. In the dark. Khi các bạn đọc cái cụm này, nói à, hát cái cụm này, thì chữ G này gần như chúng ta sẽ không đọc rõ. In the dark. Who are hiding in the dark? Chào, bây giờ mình sẽ hát lại cả cái câu này từ cấp độ 1 luôn nhá. There's creatures who are hiding in the dark. There's creatures who are hiding in the dark. There's creatures.
Very good. Và đây là cái đoạn mà sau khi cô ấy nghĩ lại những lời cảnh báo của họ đúng không? Thì vừa mới nghĩ xong thì rồi tự nhiên có một thứ gì đó len lỏi tới. Nó nói với cô, đừng lo lắng, chỉ cần theo ta tới bất cứ đâu, qua những đỉnh núi hay là vực sâu. Biết cái creature gì đây đúng không? Nào, then, các bạn nhớ phè nữa đây là nhá. Ở trong bài này có rất nhiều từ then này, ví dụ là từ there's, các từ đúng không? Rồi, something came creeping. Came là quá khứ của từ come. Và từ creeping có nghĩa là nó rón rén lại gần, nó len lỏi vào. Ok, cấp độ 1 này. Then something came creeping. Cái bài này, cái câu này thì rất là dễ đúng không? Các bạn chỉ cần lưu ý là chữ của chúng ta bật ra không phải là creeping mà là creeping. Very good. Câu đầu 2 nha. Then something came creeping. Then something came creeping. Then something came creeping. Very good. Câu tiếp theo này. He told her, don't you worry just. À, cái là từ just này nó ở trên câu trên đúng không? Mà nghĩa thì nó lại ở bên dưới. He told her. Chỗ này từ told là quá khứ của từ tell. Và câu này là cái câu mà chúng ta dùng rất là nhiều. Ví dụ như là mình bảo thằng bạn đừng có mà đi vào đấy, nhưng mà nó cứ đi vào, thế là nó bị ăn bánh đúng không? Thế là mình đã bảo I told you, tao bảo mày rồi mà. Đó, thì câu này cũng tương tự như thế. He told her, đó là nó nói với cô ấy. Chỗ này chúng ta sẽ hơi nối âm một chút, giống như câu vừa nãy cô nói đúng không? Chứ hắt, chúng ta sẽ đó, told her, told her. He told her, don't you. Chỗ này chúng ta có thể nối âm nhẹ một chút, chữ T và chữ Y. Don't you worry. Rồi bây giờ thử nghe nhạc nha. There's something came creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Rồi bây giờ đọc câu này, hát câu này cấp độ 1 nha. It told her, don't you worry, just. Ok, nhớ thế là chữ B3 này trong phát âm này, just. It told her, don't you worry, just. Very good, câu độ cao hơn một chút xíu nha. He told her, don't you worry, just. Nghe một tí nữa nha. He told her, don't you worry, just. Very good. Tiếp theo, đừng lo lắng, chỉ cần, từ just này có nghĩa là chỉ cần này. Follow everywhere I go. Hãy đi theo ta được bất cứ nơi nào ta đến. Nào, everywhere I. Chỗ này nói một chút. Everywhere I. Everywhere I go. Don't you worry, just follow everywhere I go. Câu đầu 2, nhanh hơn một tí nha. Follow everywhere I go. Follow everywhere I go. Follow everywhere I go. Ok, very good. Tiếp, theo ba đến bất cứ đâu này. Tall over the mountains or valley low. Rồi, chỗ này nối âm nhẹ một chút. Bởi vì sao cô lại nói là nối âm nhẹ? Bởi vì cái câu của người ta nói rất là nhanh, người ta sẽ không kiểu là nói chậm mà rõ từng chữ một, cho nên nó không thể mạnh được. Chúng ta đọc lướt lướt thôi. Top over the mountains or valley low. Top over, top over. Tiếp, mountains or, mountains or. Ok, chữ này chữ Z đúng không? Mountains or valley low. Mountain là ngọn núi này, top over có nghĩa là bên trên cái đỉnh núi, bay qua đỉnh núi này, hay là valley là cái thung lũng đó, valley low là cái thung lũng sâu hay là cái vực sâu đấy. Ok, rồi đọc lại một lần nữa chậm nha. Top over the mountain, này ngáp lần một tí này. Mountains or valley low. Top over the mountains or valley low. Top of the mountains of Alila. Ok, very good. Sau khi hứa hẹn là mình được đi qua các cái núi cao vực sâu đúng không? Thì đây là một lời offer cực kỳ là tuyệt vời, đó là give you everything you've been dreaming of. Tức là cho
được. Chỉ cần một gì thôi, let me in, có nghĩa là cho ta nhập vào hay là trao cho ta linh hồn người. Wow. Ok, chỗ này chúng ta sẽ đối âm này. Give you everything. Chỗ này cũng là every, mà nó chỉ có hai âm thế thôi. Every, everything. You've been, chỗ này chúng ta nhấn vào đây thôi. Been dreaming of. Ok, đây là thì gì ạ? Hiện tại hoàn thành, tiếp diễn đúng không? Cái thì này thì nó sẽ tả là những cái thứ mà từ quá khứ cho đến tận bây giờ. Đó, lúc nào mình cũng đang mơ ước. Đó, nó chỉ đơn giản là cái này chúng ta chỉ cần dịch là đã và đang. Chưa? Người đã và đang mơ hay là người đã từng mơ. Ok, rồi bây giờ just let me in. Nốt luôn nhá. Let me in. Chỗ này không đọc là in, không kéo dài ra mà đọc rất là ngắn. In, in. Let me in. Let me in. Let me in. Ok. Just. Bây giờ thử các động một này. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Give you everything you've been dreaming of. Chỗ này chúng ta you've been đọc nhanh nhá. You've been dreaming of. Give you everything you've been dreaming of. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Oh, very good. Đoạn này tiếp tục là những lời dụ dỗ vô cùng là cám dỗ và ngọt ngào đúng không? Không những cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn, mà là mọi thứ ngươi muốn bằng vàng, có nghĩa là biến mọi thứ thành vàng ấy, sẽ làm cái câu chuyện magic. Magic có nghĩa là thần thoại, thần tiên, thần kỳ. Đó, mà ngươi vẫn được kể. Thực ra cái đoạn này khi mà cô tìm lời bài hát để dạy cho các bạn ấy, thì nó là một cái công cuộc rất là khó khăn và vất vả. Bởi vì cái đoạn này rất là không thống nhất giữa những cái lời. Lời thì viết là wanting, lời thì viết là nói chung là đủ kiểu. Nhưng mà cuối cùng cô đã tìm ra một cái lời mà chính tác giả của bài hát này viết. Đó, cái đội gì mà K391 đấy. Đấy, chính gốc từ đấy luôn. Thì họ viết cái lời nó là như thế này. Đó. Thì các bạn có nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa có cái ông vua mà có bàn tay mà cứ chạm vào đâu có thành vàng hết ấy. Đó, thì cô nghĩ là cái câu chuyện này nó nói đến cái đấy. Tức là ngươi cứ đi theo ta đi thì ngươi sẽ có một bàn tay bằng vàng, chạm đâu cũng thành vàng hết. Ok, rồi wanting goal, wanting. Chắc này chúng ta sẽ nối âm đúng không? Wanting goal. Đó, everything that you want to go. Thì chỗ này gần như chữ gonna, sẽ. Từ gonna này có nghĩa là sẽ đúng không? Nó sẽ gần như là bỏ qua. Đó. Magic story you've been told. Gần chữ vờ này chúng ta đọc rất là lướt. You've been, you've been. Chỗ này là y ngắn nhé. You've been told. Đó. Đây là thì gì ạ? Có ai biết không? Đây là thì gọi là hiện tại hoàn thành. Nhưng mà bị động đúng không? Được kể. Đó. Bị động của chúng ta có dạng là to be cộng với verb phần thứ hai đúng không? Đây là be này, verb phần thứ hai này, người được kể. Ok, rồi bây giờ hát thử nhá. Tốc độ chậm này. Everything you want is gonna be the magic story you've been told. Ok, rồi hát từng đoạn một nhá. Everything you want is gonna be the magic. Ok, các để chỗ này hát được dễ thì các bạn có thể gần như là chữ go và chữ gone thì các bạn ghép thành một. Đó, cái này là một này. Chỉ cần thêm chữ nabi vào là được. Ok. Everything you want is gonna be the magic story you've been told. Ok, very good. Rồi, hát lại tất cả nhanh hơn một tí nhá. Everything you want is gonna be the magic story you've been told. Ok, very good. Rồi, cô dạy tiếng Anh nhưng mà kèm thêm một chút bonus sẽ hát. Cho nên là
nếu mà có gì chúng ta sẽ tua đi tua lại video nhiều lần để chúng ta xem nhá, để hát được cái đoạn này. Rồi, sau khi hứa hẹn các kiểu là chú mày chạm vào đâu cũng thành vàng ấy, thì you'll be safe, ngươi sẽ được an toàn, under my control, dưới sự kiểm soát của ta, hay là dưới gọi là dưới quyền năng của ta. Ok, từ control có nghĩa là kiểm soát, under my control, you are under my control, ngươi dưới sự kiểm soát của ta. Ok, rồi you'll be safe, safe an toàn thì chỗ này chúng ta đọc đối này, you'll be safe. Angel, chỗ này chúng ta có thể nối nhẹ một chút, angel, chữ D với chữ Y này nối vào nhau thành đó. Angel be safe, được chưa? Rồi, just let me dụ dỗ thêm một lần nữa, cho ta vào đi mà, đấy, hãy trao tặng linh hồn của ngươi đi, đó. Ok, thử nhá. Angel be safe under my control, just let me in. And you'll be safe under my control, just let me in. And you'll be safe under my control, just let me in. Okay, very good. Sau những lời dụ dỗ rất là bùi tai đúng không, thì may mà cô ấy kiểm soát được bản thân mình, cho nên là cô ấy biết rằng là cô ấy đã bị hấp hồn. Từ này có nghĩa là hypnotize này có nghĩa đen, có nghĩa là thôi miên, cám dỗ hay là hấp hồn. Và cô ấy đang đi trên một lớp băng mỏng lạnh giá, và rồi nó vỡ tan và cô ấy choàng tỉnh giấc trở lại. Hay không? Hay không? The she knew she was hypnotized. Ok, chỗ này chữ H này, nhưng mà đọc lướt thì chúng ta cũng có thể nối sang đây. Was hypnotized. Was it? Ok, knew là quá khứ của từ gì? Từ know, cô ấy biết rằng đây là kể lại đúng không? Cô ấy biết rằng cô ấy đã bị hấp hồn. Đó. Bây giờ hãy hát thử nhá. She knew she was hypnotized. Chỗ này chúng ta sẽ là ED này chúng ta sẽ đọc là âm D đúng không? Tized. She knew she was hypnotized. She knew she was hypnotized. Okay, good. Và bây giờ tiếp theo nha. And walking on cold and ice. Rồi, cái từ này đặc biệt thì cô phải nhắc rất nhiều lần, đó là CE chúng ta sẽ đọc thành S, ice. Rồi, thin ice. Chỗ này chúng ta có thể nối dạng một chút. Thin ice, cold thin ice là lớp băng này, mỏng này, lạnh giá này. Walking on and walking on. Ok, rồi, thì thực ra cái cụm này là chúng ta nó là một cụm thành ngữ. Walk on the cold thin ice, thì các bạn thử nghĩ rằng là khi mà mình lớp băng nó mỏng mà mình đi lên trên thì nó chuyện gì sẽ xảy ra, chắc chắn là nó sẽ bị vỡ bụng đúng không? Có nghĩa là đây là cô ấy đang rơi vào một cái tình huống, một trạng thái rất là nguy hiểm, rất là nguy cấp. Đó, thì đây là ý nghĩa bóng của cái cụm này. Rồi, hát tốc độ 1 nha. And walking on cold thin ice. And walking on cold thin ice. And walking on cold thin ice. Then it broke. Có nghĩa là nó vỡ, quá khứ của từ break. Vỡ hoặc là phá vỡ. Rồi, then it broke. Then she awoke là quá khứ của từ awake. Đây là một động từ, tức là bừng tỉnh, choàng tỉnh. Ok, then it broke and she awoke again. Lại một lần nữa, có nghĩa là đôi khi trong cuộc đời chúng ta rất là nhiều lần bị cám dỗ đúng không? Đấy, và nhưng mà lại một lần nữa cô ấy đã tròn tỉnh ra khỏi cái cơn mê đấy.
Cho nên là chúng ta cũng hãy luyện tập cái việc đó để mình trở nên là con người nó có kỷ luật hơn và sắt đá hơn. Chưa? Nanny broke and she awoke again. Very good. Và đây là đoạn cuối cùng và cũng là một kết thúc khá là khó hợp đúng không? Sau khi cô ấy nhận ra là mình đã bị cám dỗ thì cô ấy cuối cùng đã và rồi từ then có nghĩa là và rồi cô ấy chạy nhanh hơn. Từ ran này quá khứ của từ run, chạy nhanh hơn này, và start screaming, start là bắt đầu này, start cộng với một verbing bắt đầu làm gì đây, gào thét lên. Đó. Is there someone out there? Có ai ngoài đó không? Please help me. Làm ơn hãy giúp tôi. Come get me. Hãy đến đón tôi đi. Behind her. Khi mà cô ấy hét như thế thì ở phía sau cô ấy, behind, phía sau, she could hear it say. Thì cô vẫn còn nghe thấy nó nói. Nó ở đây có nghĩa là đấy, cái creature ở đây đúng không? Đấy. Đi theo ta, theo ta, theo ta. Ok. Rồi. Bây giờ nha. Tiếp này. Faster and chỗ này có nối hơn một chút rồi. Then she ran faster and okay. Then she ran faster and chỗ này nghe nó hơi như kiểu giống nhau vậy đúng không? Then she ran faster and start screaming. Chỗ này là scream, scream. Ai này chúng ta sẽ đọc đi dài. Screaming. Start screaming. Đúng không? Is there something? Is there someone out there? Is there? Is there someone out 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 there? Khi mà đọc nhanh thì gần như chữ there thì chúng ta không cần phải thè lưỡi quá nhiều nữa. Is that? Is that? Is that? Và đây nó không phải là there rõ ràng nữa mà the nó hơi ơ một chút rồi. Is there someone out there? Please help me. Rồi, help. Help không phải là help, không phải là help. Mà là help. Help. Please help me. Come get me. Very easy, right? Behind her. Rồi, chỗ này chúng ta có thể bỏ chữ hơ, chữ khắc để đi nối sang nhẹ một chút. Behind her, behind her. She could hear it say, the could này quá khứ của từ can. Hầu hết các version lời thì họ viết đây là can, nhưng mà trong cái version lời của chính tác giả thì anh ấy viết là could. Và chỗ này lẽ ra nó phải là says, đúng ngữ pháp đúng không? Nhưng mà trong bài hát, ca sĩ hát nhanh quá, chả thè chứ không kịp xỉ luôn. Thế là trong lời bài hát nó cũng khó xỉ luôn. Thì lời bài hát nó sẽ là như này. Đó, và nó như nào thì mình hát thôi. Sai ngữ pháp hay không thì không có trọng đúng không? Rồi. Behind her, she could hear it say. Behind her, she could hear it say. Follow everywhere I go. Chỗ này thì chúng ta lại hát lại bài này rồi đúng không? Cho nên chỉ luyện câu này thôi nhá. Behind her, she could hear it say. She could hear it say. She could hear it say. Okay, very good. Chúng ta vừa kết thúc xong bài Lily của Alan Walker và hy vọng rằng cái video này hữu ích cho các bạn và giúp các bạn hát được bài hát này để bạn bè mình phải trầm trồ đúng không? Một lần chơi lớn xem ai có trầm trồ. Và hãy nhớ share video với bạn bè của mình và thường xuyên theo dõi kênh của IELTS English cùng với cô Trang Elena nhé. Goodbye, see you next time.